Hello, xin chào, chào tất cả các nghệ nhân, tất cả những người cùng đam mê sở thích, yêu thích những chú trích trẻ than trên diễn đàn, trên toàn đất nước. Ngày hôm nay, mình lại lên cho chú anh em một chú trẻ than bánh tẻ, phải nói là cực đẹp anh em nhé, để anh em có thể xem video, quan sát và đánh giá về đó. Lời đầu tiên, xin được gửi tới anh em lời chào và lời chúc sức khỏe. Chúc anh em luôn khỏe mạnh, chăm chỉ để có được những chú trích trẻ than thật đẹp, thật hay, và tuyển chọn được cho mình những chú trích trẻ than bổi cho than bánh tẻ tố chất, để khi chúng ta gột rũa, thành quả đem lại là đáng kể, không, nó không phụ lòng anh em chúng ta. Thế và mình cũng xin được nói thêm rằng các bạn là xem video của mình ấy, thì các anh em cứ xem hết video, ngắm từ đầu đến cuối để đánh giá đúng chất chú trẻ than mà chúng ta đang định bắt, định tuyển chọn, định đưa em nó về đội. Sau khi chúng ta đánh giá kỹ rồi thì phần cuối video mình sẽ báo giá. Có như vậy thì chúng ta vừa đánh giá được con chim thực sự tố chất hay không, thế và vừa có thể so sánh được cái giá với bản chất của con chim, tránh tình trạng là nhiều anh em chúng ta rất là lười, chúng ta không chịu xem video. Sau đó thì mặc dù mình đã đều báo giá cuối mỗi con chim, cuối mỗi video, hoặc là cuối những mỗi con chim trong những video mình có thể đăng 2-3 chú thì mình đều báo giá em nó, nhưng mà rất nhiều anh em là không xem hết video, hỏi con này giá bao nhiêu, con kia giá bao nhiêu. Vậy mình cũng xin nói lại như vậy để anh em có thể chịu khó xem xét, nhìn nhận, đánh giá kỹ chú chim, sau đó chúng ta sẽ biết được cái giá của nó, tránh tình trạng chúng ta phải hỏi lại. Thế đấy, quay trở lại về với con trẻ than bánh tẻ hôm nay, thì mình có thể nói về chú trẻ than này thế này. Em than bánh tẻ này đã được 3 tháng lồng em, khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng lồng. Đây là một em bánh tẻ bộ cau, bộ cau đầu bằng tịt. Đấy, anh em có thể nhìn được bằng tịt, mắt đóng cao, cánh sẹ gà tre, và có cái đuôi có thể nói là cực nhạy anh em nhé. Cái đuôi em nó cực nhạy. Hay vài em này cũng đã thay lông được khoảng 80-90% rồi anh em ạ. Đấy, anh em có thể quan sát lông ức đã gần như đen hết, chỉ còn một chút lông hai bên cánh là chưa xong, và lông đuôi cũng đã bắt đầu mọc nhú lên được khoảng hơn hai phân rồi anh em nhé. Vậy thì em này chúng ta chỉ cần chăm khoảng lâu nhất là 2 tháng nữa thì em nó sẽ xong hết toàn diện bộ lông. Thì mình chưa nói là nếu anh em chăm tốt, phủ kín áo lồng chăm tốt thì chắc là nó chỉ khoảng độ chưa đầy 1 tháng nữa là em nó sẽ xong hết lông, và khi đó thì chúng ta có thể chuẩn bị cho em nó bước vào vụ mới. Đấy, em bánh tẻ này cũng đã khá thuần anh em nhé, khá thuần. Có thể quan sát kỹ em bánh tẻ này thì mình có thể nói với anh em thế này. Đây là một em bánh tẻ bộ cau, cánh sẹ gà tre, đuôi cực nhạy. Thế và đầu bằng tịt anh em nhé, đấy, đầu bằng tịt, mắt đóng cao. Và em này rất mau mỏ anh em nhé, em này là đã luôn miệng khè rít mỗi lần mình để em nó ra một cái chỗ yên tĩnh vắng vẻ thì đã lên mộm khè rít. Đấy, anh em có thể quan sát. Thế và với những em bánh tẻ kiểu như thế này thì mình tin chắc rằng là nếu anh em mà có thể gần gũi được em chim này và chúng ta thực hiện cách thức chăm sóc cũng như là rượt rãi đúng như là video mình đã hướng dẫn thì mình tin rằng là chỉ sau 2 tháng nữa là em nó sẽ đứng lồng và mổ những con sâu, con dế trực tiếp trên tay của chúng ta. Thế và tới đây thì mình cũng xin được báo giá của em nó bay về với chủ mới. Em nó sẽ bay về với chủ mới với giá là 700k, anh ấy, 700k. Nếu anh em thiện chí hãy nhấc máy lên alo cho mình, có thể điện thoại trực tiếp, có thể điện thoại thông qua Zalo bằng cái số điện thoại, số Zalo mà mình
để ở phía dưới màn hình ở tiêu đề của video. Cuối cùng, xin được trân trọng thank you anh em đã theo dõi video. Và xin chào, thân ái và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.